Xin kính chào anh chị và các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin thông báo là cập nhật bảng giá tôm như sau. Khu vực Bạc Liêu bắt oxy không kháng sinh 50 con 127.000, 60 con 122.000, 70 con 117.000, 80 con 112.000. Số điện thoại liên hệ đó là Hưng 0976 789 919. Và khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá thẻ không kháng sinh 20 con 230.000, 25 con 185.000, 25 con 175.000, 30 con 150.000, 40 con 133.000, 50 con 125.000, 60 con 117.000. Và khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu thẻ oxy 30 con 160.000, 40 con 142.000, 50 con 124.000, 60 con 117.000, 70 con 113.000, 80 con 106.000, 100 con 94.000. Và ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá thẻ ao bắc ngang 70 con 115.000, 100 con 104.000, 150 con 90.000, 200 con 68.000. Và giá thu mua tôm oxy ở khu vực Trà Vinh như sau: 25 con 172.000, 30 con 152.000, 40 con 135.000, 50 con 120.000, 100 con 92.000. Trên đây là giá tham khảo, tùy theo thị trường có thể chênh lệch 1-2.000. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe. Kính chúc anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.